chữ kinh này có bốn ý nghĩa thông thường hệ giảng kinh nhất định phải giới thiệu kinh có bốn ý nghĩa là quán nhiếp thường pháp quán là quán xuyên sở thuyết chi lý nói theo cách bây giờ là phù hợp lý luận thật sự là một môn học thuật cao sâu người hiện thời gọi là la tập giảng về biện chứng pháp nói theo danh từ phật pháp là nhân minh vì thế trong phật pháp có khoa nhân minh học nhân minh học này được gọi là la tập hoặc biện chứng pháp quán là có phương pháp tuân theo luận lý học vì thế dạng hết sức mạch lạc có trật tự người trung quốc gọi điều đó là hữu điều bất dặn quý vị nghe rất dễ hiểu rất minh bạch ý nghĩa thứ hai là nhiếp Nhiếp tắc nhiếp trì sở quá chi sanh Đây là nhiếp trì Trì là gìn giữ Tức là gìn giữ những chúng sanh đã được giáo hóa Nếu dùng bốn chữ tiêu chuẩn này để nhận định Thì văn chương Trung Quốc chỉ đạt được điều thứ nhất là quán Thực hiện được chữ ý tất cả gian chương đạt được điều ấy còn ba chữ sau đó chưa chắc đã đạt được à, nhíp là nhíp thọ hết thảy chúng sanh cũng là giống như nó có sức hấp dẫn sức thu hút sau khi tiếp nhận quý vị rất ưa thích muốn bỏ mà chẳng thể bỏ được điều này chẳng đơn giản vì thế kinh phật khiến cho quý vị đọc một lần vẫn muốn đọc lần thứ hai lần thứ ba càng đọc càng ưa thích sức nhiếp thọ của kinh có thể chiếm lĩnh tâm hồn người đọc điển tịch của cổ thánh tiên hiền trung quốc có sức mạnh này chẳng hạn như tứ thư ngũ kinh có năng lực này Quý vị thuở bé đọc tứ thư Đến lúc 7-80 tuổi Đọc tứ thư vẫn hứng thú trang trề Chúng có sức mạnh ấy Quý vị đọc tiểu thuyết Sau khi đọc một hai lượt Chẳng muốn đọc lần thứ ba Tiểu thuyết dù hay cách mấy Thuở bé tôi thích coi Ưa ừ, chuộng nhất Bốn bộ tiểu thuyết Trung Quốc Là Tam Quốc Thủy Hữu, Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng Mỗi bộ đại khái tôi đọc tới 10 lần Nhưng sau khi đọc 10 lần Suốt đời này chẳng muốn đọc lại nữa Nói cách khác Sức nhíp thọ của chúng chỉ lớn chừng đó Sau khi xem 10 lượt Sẽ chẳng muốn đọc nữa Chẳng giống như Kinh Phật Quý vị đọc Kinh Phật một dạng biến Cũng chẳng ngán Càng đọc càng ưa thích sức nhiếp thò to lớn chữ thứ ba là thường thường tắt cổ kim bất dịch người hiện thời gọi điều này là chân lý những điều kinh phật giảng chính là chân lý chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi những điều đức phật giảng từ ba ngàn năm trước là chính xác tới nay ba ngàn năm sau vẫn chính xác tại ấn độ dạy người ấn độ chính xác Truyền sang Trung Quốc Dạy người Trung Quốc dẫn chính xác Cũng có ý nghĩa là Những lý luận và phương pháp của Đức Phật Siêu diệt thời gian và không gian Nên gọi là thường Điều này hết sức khó đạt được Điều cuối cùng là Pháp Pháp tác cận diễn đồng tuân người thời cổ và người hiện tại đều phải tuân những phương pháp đã được dạy trong kinh điển